Chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng xác nhận có thêm hơn 1.200 ca nhiễm mới, tăng nhẹ so với một ngày trước đó. Những số liệu trên được công bố chỉ vài giờ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch bệnh chết người hiện lây lan tới 18 quốc gia trên khắp thế giới. Đây cũng được xem là dấu hiệu cho thấy số người thiệt mạng mỗi ngày sẽ còn tiếp tục tăng, bất chấp các biện pháp phòng ngừa chưa từng có được thực hiện tại Hồ Bắc cách đây một tuần. WHO ban đầu đánh giá không cao nguy cơ của dịch viêm phổi do chủng virus corona mới, song đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau cuộc họp khẩn vào rạng sáng nay. Tổng thư ký WHO đã kêu gọi tất cả các nước cùng hành động để ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc hạn chế đi lại và thương mại với Trung Quốc là không cần thiết.